ống thép lớn này đang từ từ chui thẳng vào miệng người đàn ông. Anh ta nghiến chặt răng không muốn mở miệng, đầu ống thép cạy miệng anh ta ra. Chỉ cần nhìn sắc mặt cũng có thể thấy anh ấy khó chịu như thế nào. Sau đó bùm một phát, hoàn thành xong việc kế bom. Đây là một nhà tù mà bạn chưa từng bao giờ thấy qua. Muốn vượt ngục ở nơi này là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Nó được xây dựng sâu 1000m dưới đáy sa mạc. Một khẩu pháo ion có uy lực to lớn được lắp đặt ở chính giữa. Robot lặp đi lặp lại quét hình 24 giờ đồng hồ liên tục. Tù nhân nếu làm sai bất cứ điều gì thì sẽ bị trừng phạt bởi lưới laser. Chỉ cần đi vào trong khu vực cấm, quả bom cảm ứng được cấy vào cơ thể sẽ phát nổ. Đến nơi này, tính mạng đã không còn do bản thân quyết định nữa. Tên xui xẻo này là John, anh ta vừa mới tới chỗ này, bởi vì nơi anh ta ở có nguy cơ khủng hoảng dân số, quy định chỉ được mang thai một lần. Đứa con đầu của anh ấy không may qua đời, và đứa con thứ hai của anh ta ngoài ý muốn mà đến. Thế là hai vợ chồng bắt đầu lên kế hoạch quyết định trốn chạy. Thật không may, Lisa đã bị lộ tẩy trong quá trình kiểm tra ở biên giới. Vì để bảo vệ vợ thành công trốn thoát, anh ta đã bị bắt. May mắn một điều là Lisa đã bỏ trốn thành công. Anh ta đi theo hướng dẫn của robot tuần hoàn. Anh ta vào phòng giam cùng một người tên là Tom. Căn phòng tuy nhỏ nhưng còn có thêm ba người khác. Tên đeo kính là chuyên gia toán học, vật lý và hóa học. Tên đầu hói luôn mơ tưởng thèm thuồng Tom. Và tên da đen nhắc nhở nam chính đừng có nằm mơ. Nhưng John lại mơ thấy vợ mình vào tối đêm đó. Máy giám sát nhỏ bắt đầu quét hình. Mà ở phía bên kia, trưởng ngục đã nhìn thấy tất cả. Anh ta thoáng nhìn đã phải lòng người phụ nữ dáng dấp thướt tha kia. Một ý tưởng kỳ diệu xuất hiện trong đầu anh ta. Đột nhiên John bị đánh thức bởi thiết bị bên trong thân thể. Ở chỗ này ngay cả nằm mơ cũng phải được cho phép. Người đàn ông quay đầu nhìn robot nhỏ. Tên da đen chỉ liếc nhìn anh ta và không nói lời nào. Ngày hôm sau lại xảy ra chuyện trong lúc cải tạo lao động. Tên đầu hói cùng với tên có hình xăm số 187 trên trán muốn dùng sức mạnh với Tom. John sau đó đã đánh nhau với tên 187. Tên 187 cơ bắp lực lưỡng mới đánh 2 phát thì vật ngã được John. Ở chỗ này bạo lực cũng không được cho phép. Ba người sau đó bị nhốt trong lồng tia laser. Chỉ khi họ chỉ ra người gây chuyện trước mới có thể được thả. Chẳng mấy chốc Tom đứng không nổi nữa. Để cứu người mà John nhận hết tội lỗi về mình. Anh ta bị đưa đến phòng của trưởng ngục. Ở đây anh ấy đã phát hiện ra một chuyện kinh khủng khiến anh ấy suy sụp. Hóa ra là vợ của anh ấy không bỏ trốn, mà là bị bắt vào nhà tù dành cho phụ nữ ở chỗ này. Anh ấy đã bị máy cảnh báo cho người tra tấn một cách tàn bạo. Tên da đen thì theo đuôi hầu hạ trưởng ngục. Bởi vì vợ bị bắt, anh ta hạ quyết tâm phải vượt ngục. John đang đi thì đột nhiên bị đánh. Một bàn chân sút thẳng vào người anh ấy, ngã lăn xuống đất, liên tục đạp mạnh mấy phát nữa vào bụng, đè anh ta lên tường đánh đập liên tục. Còn các tù nhân khác trong tù thì đứng xem vô cùng náo nhiệt. Hai người đánh đến phụt cả máu miệng trên chiếc cầu nhỏ. Trưởng ngục ra lệnh thu cây cầu thép lại. Cuối cùng John đã chiến thắng. Trưởng ngục muốn anh ta giết 187, nhưng John đã đưa tay ra và cứu anh ta. Trưởng ngục rất tức giận vì lần đầu tiên gặp phải một tù nhân dám cả gan chống lại mình. Pháo ion được khởi động, 187 vẫn cứ là về chầu ông bà. Sau đó trưởng ngục bắt đầu tra tấn những người xung quanh. Mà lúc này John đã bí mật lấy trộm máy cảnh báo của 187 và lén lút đưa nó cho Tom. Bọn họ đặt John trên một bàn xoay để trừng phạt. Bàn xoay quay 360 độ theo mọi hướng. Mà những thứ này đều do trưởng ngục làm để có thể có được Lisa. Anh ta nói với người phụ nữ chỉ có cô ấy mới có thể dừng bàn xoay lại. Chỉ cần cô ấy hứa sẽ sống cùng anh ta suốt quãng đời còn lại. Nhìn thấy John bị tra tấn, cô ấy đã đồng ý. Đêm đó, có một tiếng động lạ vang lên từ bên ngoài. Nhớ like và follow. Cô ấy ra khỏi phòng và phát hiện bí mật của trưởng ngục. Hóa ra vì để kiểm soát dân số và tiết kiệm lương thực, trưởng ngục thế nhưng lại là một người máy. Anh ta chỉ cần hấp thụ năng lượng mỗi tháng một lần. Lisa đã dùng một ly rượu trắng khiến trưởng ngục hôn mê. Vào phòng điều khiển và sử dụng robot để quét hình John, đánh thức người đàn ông bị hôn mê sâu sau khi bị trừng phạt. Cuối cùng John ngủ suốt 4 tháng trời cũng đã tỉnh lại. Từ tên da đen mà biết được bản thân vẫn còn sống là vì Lisa. Biết được hai người kia đang sống với nhau, anh ta rất giận dữ. Anh quyết định phải vượt ngục, lấy thiết bị cảnh báo ra và đưa cho tên đeo kính nghiên cứu. Tên đeo kính là một kẻ rất ghê gớm, vì cướp ngân hàng mà vào tù. Vì quả bom quá mạnh nên nổ bay luôn cả tiền ngân hàng. Nhờ tên da đen truyền tin cho Lisa. Lisa đã đánh cắp viên pha lê chứa bản đồ nhà tù. Tên đeo kính sử dụng mắt kính để khúc xạ ánh sáng laser lên tinh thể để tạo ra hình chiếu. Sau khi thành công thì đưa cho tên da đen trả lại chỗ cũ. Trưởng ngục vẫn đang ảo tưởng ra cảnh tượng sau khi cưới Lisa. Hắn ta hy vọng sẽ cùng Lisa nuôi nấng đứa con trong bụng và đã đặt một cái tên hay cho đứa trẻ. Quyết định đặt tên là Đức Bo. Bên kia, tên đeo kính phát hiện ra quả bom thông qua hiệu ứng từ nam châm. Những người này muốn vượt ngục, muốn lấy quả bom nhỏ ra từ trong bụng của mình. Họ dùng nam châm di chuyển quả bom bắt đầu từ vùng bụng dưới, từng chút di chuyển đến cuống họng. Phụt một tiếng, quả bom lập tức đã phun ra. Sau đó gom mấy quả bom nhỏ lại đặt vào ống thoát khí, đấm tên tù nhân một cú thật mạnh. Đầu chọc cầm một cái quốc lớn, bắt đầu đánh nhau dữ dội nhằm tạo ra hiện trường bạo loạn trong nhà tù. Hệ thống AI phát hiện ra và làm quả bom phát nổ. Chỉ nghe âm một tiếng và sau đó ống thoát khí bị nổ ra một lỗ rất lớn. Kế hoạch thành công, bốn người trực tiếp chui vào ống thoát khí. Trưởng ngục đã kích hoạt máy cảm biến toàn diện. Tất cả các tù nhân khác đều ngã xuống đất. Mấy người chạy dọc theo đường ống về phía trước.
Đột nhiên, hơi nước nóng rát xuất hiện ở phía trước. Đó là thứ mà trưởng mục khởi động để khiến những người này chết vì bỏng. Họ quay lại chạy về cái lỗ ban đầu. Đầu chọc nhát gan giơ tay đầu hàng. Ai mà biết được một tiếng súng vang lên, đầu chọc thăng thiên. Phía bên kia, tên da đen chạy tới chuẩn bị để cứu Lisa, nhưng bị trưởng mục bắt ngay tại chỗ. Da đen dùng nắm đấm nhỏ đánh thẳng vào ngực hắn ta, nhưng sau đó đã bị siết cổ đến chết. Lisa trốn thoát thất bại rồi. Ở phía bên kia, ba người bị bao vây trong ống thoát khí. Vũ khí đó rất tiên tiến, không chỉ có thể phun lửa, còn bắn ra đạn. Người đàn ông nhân lúc người máy không để ý túm thẳng vào, đập mạnh một chục gậy vào đầu con robot. Đập nhiều tử một hồi, người máy mới không còn động đậy. Họ dùng cây xà beng cạy vũ khí của người máy ra, cầm lấy vũ khí chạy ra ngoài bắt đầu bắn điên cuồng. Bọn họ đi đến đâu bắn đến đấy, bắn hỏng từng con người máy một. Tên đeo kính không may bị người máy tóm lấy mắt cá chân. Anh ta chụp lấy cây quốc trực tiếp phang thật mạnh vào đầu người máy. Sau đó họ tuyệt vọng mà chạy một đường tìm đến chỗ trưởng mục. Bây giờ Lisa đã bị đưa vào phòng phẫu thuật cưỡng ép sinh con, mà hậu quả là người mẹ chắc chắn sẽ chết. Trưởng mục cũng có chút hoang mang khi đối mặt với họng súng. Hắn liền dẫn họ vào phòng phẫu thuật, nhưng trưởng mục đã bị pháo nơ tròn trực tiếp bắn chết. Bởi vì hắn là người máy, hành động của tên trưởng mục này luôn là do trí tuệ nhân tạo thực hiện. Bây giờ đến phòng phẫu thuật thì đã muộn. Tên đeo kính tính gieo virus trên máy tính, một đám số thứ tự nhập vào đã thành công. Đột nhiên anh ta bị bắn chết bởi con robot xuất hiện phía sau, đồng thời ở giây cuối cùng nhấn vào phím Enter. Tất cả các thiết bị thông minh trong nhà tù ngừng hoạt động, các tù nhân đều nhân lúc loạn lạc mà trốn chạy. Anh ấy mang Lisa và Tom lên xe tải, vượt ngục thành công ngay trước khi cánh cửa đóng lại. Nhưng lúc này Lisa không thể chịu đựng được nữa. Họ dừng lại ở một vùng ngoại ô để cho Lisa sinh con. Trí tuệ nhân tạo của cấp trên xác định vị trí của xe tải. Tom sau đó trực tiếp bị đâm chết. Chiếc xe tải thế nhưng tự khởi động máy mà đâm thẳng về phía căn nhà. John cầm súng lên điên cuồng bắn phá. Chiếc xe tải lao vào nhà và phát nổ ngay lập tức. Người đàn ông sụp đổ trong nháy mắt bởi vì vợ của anh ấy vẫn ở bên trong. Anh ấy tuyệt vọng tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy vợ mình. Đột nhiên anh ấy nghe thấy tiếng trẻ khóc. Lisa ôm con trốn vào một góc mà thoát được một kiếp. Tất nhiên họ không thể chết bởi vì đạo diễn muốn quay tiếp phần 2. Tặng mọi người một bài thơ, nhà tù khiến mọi người quá sợ hãi, ống thép chui thẳng vào khoang miệng. 6 người chạy mà chỉ 2 người thoát, hấp dẫn vô cùng đợi phần 2. Tôi là Bin Dì Diêu, nếu thích hãy cho mình 2 like.